ngày 16 tháng 5 năm 2012 tại Bangkok, Thái Lan, tổ chức UNESCO đã chính thức công nhận không mục bản chùa Vĩnh Nghiêm là di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực châu Á Thái Bình Dương. Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm nó có cái giá trị ở lại cái tính độc đáo của cái mộc bản. Nó khác với tất cả cái mộc bản ở các chùa chiền khác, thậm chí khác với cả mộc bản của Trung Quốc, của Hàn Quốc và của Ấn Độ. Thế và được cái thứ hai nữa là mộc bản đây nó có tính toàn vẹn, trọn vẹn. Và cái thứ ba nữa là cái mộc bản nó có cái giá trị rất nhiều mặt, không chỉ giá trị về mặt tôn giáo mà nó có cả giá trị về mỹ thuật, điêu khắc, hội họa và về văn học. Đấy, cho nên trong số này là có những tác phẩm văn học của các vị thiền sư của thiền phái Trúc Lâm. Đấy, chính vì vậy và cái điều đặc biệt nữa là đối với cái mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm thì nó là ghi lại tất cả những cái bài viết của các vị tam tổ Trúc Lâm. Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm thì đến nay còn lưu giữ được 3.050 ván, tức là cái ván đơn lẻ như này. Thì nội dung truyền tải ở trong mộc bản thì phần đa nằm ở trong tư tưởng của Phật giáo, kinh luật và luận. Ngoài ra còn cũng có phú, thơ và ca. Những cái mộc bản của chùa Vĩnh Nghiêm thì phần đa được sử dụng trên cái hệ thống chữ Lô. Nên một trong những cái loại chữ mà được thời Trần và sau thời Trần sử dụng rất nhiều. Phần đa mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm nói về cái phương pháp tu tập của Thiền Tông và Tịnh Độ Tông. Đấy là hai cái phương pháp tu tập chính mà được Phật giáo Trúc Lâm sử dụng khá nhiều. Thế thì ngoài cái việc tu tập trên cái mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm ra thì cũng có một số những cái đầu sách mà hướng dẫn cho các đệ tử và Phật tử biết được cái phương pháp sống ở trên cái bối cảnh tư gia hay còn gọi là Phật tử tại gia tu tập. Ngoài ra, chùa Vĩnh Nghiêm có một số mộc bản in sớ điệp là loại văn bản chỉ có trong Phật phái Trúc Lâm. Đặc biệt ở đây còn lưu giữ một số mộc thư ghi lại cách chữa bệnh bằng thuốc nam, cách châm cứu với sơ đồ chỉ dẫn các huyệt rõ ràng. Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm được chế tác bởi những người thợ thủ công lành nghề thuộc các phường thợ ở Bắc Ninh, Bắc Giang và đặc biệt là Liễu Tràng, Hải Dương, một làng chuyên làm nghề khắc mộc bản từ lâu đời. Các mộc bản đều được làm từ gỗ cây thị, khắc bằng chữ Hán cổ và Nôm, số ít khắc chữ Phạn. Đặc biệt ở ván khắc, tương ứng với trang đầu hay trang cuối, thường cho biết thời gian san khắc, người san khắc và địa điểm lưu trữ. Có thể nói, kho mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm là bảo vật vô giá của quốc gia. Qua kho bảo vật này, người ta có thể khai thác lượng thông tin phong phú, đa lĩnh vực, như lịch sử Phật giáo, tư tưởng văn hóa hành đạo, nhập thế của dòng thiền Trúc Lâm, lịch sử nghề khắc in mộc bản, thân thế sự nghiệp một số vị cao tăng có nhiều cống hiến cho sự phát triển của nền văn hóa truyền thống của dân tộc. Đây cũng là nguồn tư liệu rất quý
để tìm hiểu nghệ thuật chạm khắc gỗ Việt Nam thời Lê Nguyễn.